chúng ta tiến hành thao tác với phần khiên. Tạo những rãnh nhỏ tại các vị trí được đánh dấu trên hình. Chúng ta thận trọng gọt bớt phần trục này, gọt cho đến khi thấy lỗ thông trên trục là được. Tiếp tục tạo những rãnh ở đây. Cắt bỏ phần này. Cắt bỏ chấu này, sau đó khoan một lỗ thông ở đây. Đường kính lỗ đủ cho đèn LED có thể đi qua. Khoét rãnh ở đây. Khoét rãnh ở đây và cắt bỏ đi cỡ chấu nhỏ. Cắt vát chéo phần chấu này. Chỉ cắt vát chéo nhé, không cắt hoàn toàn. Ok, như vậy là phần chỉnh spat đã xong. Giờ mình tiến hành đi dây nhé. Bẻ gập 90 độ dây LED ở khoảng cách khoảng 0,5 cm tính từ đâm tâm đèn. Đặt tâm đèn vào bên trong zin dry. Sau đó đặt zin dry vào trong bệ. Chỉnh dây nằm gọn vào phần khe chúng ta đã khoét. Đóng bát này lại. Luồn dây trở lại sao cho dây nằm phía dưới trục khớp này. Xuyên dây qua trục này. Điều chỉnh dây nằm lọt vào khe chúng ta đã tạo, sau đó đóng pad này lại. Xuyên dây qua lỗ này. Sau đó đặt trục vào bệ. Chỉnh dây nằm lọt vào khe chúng ta đã tạo. Xuyên dây qua lỗ này, sau đó đóng pad lại. Xuyên dây qua pad này. Chỉnh dây lọt vào khe.
đóng bát này lại. Tiếp tục đẩy trục vào lỗ. Trượt dây vào cái khe này, sau đó đóng bát lại. Ok, bây giờ chúng ta đặt những phần còn lại của khiên vào để hoàn thành. Như vậy là đã xong, cùng check lại một tí với nguồn điện nhé. Cuối cùng là đến phần kết nối các bộ phận với nhau để hoàn thành bài build. Bây giờ mình sẽ nối phần thân với phần chân nhé. Các bạn quấn dây nối một vòng quanh trục như thế này, sau đó đặt trục vào trong bệ. Sau khi đặt trục vào bệ xong thì mình sẽ xoắn những đầu dây trung cực vào với nhau. Đến đây các bạn có thể nối vào loại jack kết nối mà các bạn có. Ở đây thì mình sẽ dùng jack 2.5, mà mình có khả năng hàn nên mình sẽ hàn vào cho gọn như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể dùng các loại jack khác, xoắn dây nối vào là xong cũng được, không cần hàn. Đậy giáp hông vào. Chỉnh sao cho dây không bị kẹp. Jack kết nối có thể giấu sau nắp hâm như thế này. Khi cần dùng thì các bạn sẽ lấy ra ngoài. Ok, như vậy là đã xong. Tiếp theo là ta sẽ nối phần tay vào với thân nhé. Mình sẽ bắt đầu với tay phải trước. Bạn lấy bệ khớp vai ra, xuyên dây qua lỗ trên bệ khớp vai. Sau đó ấn khớp vai vào. Tiếp tục xoắn những đầu dây trung cực vào với nhau. Đừng quên thêm một cái lớp ken cách điện để tránh chập cháy nhé. Sau khi xoắn xong thì mình gấp gọn và giấu trong khớp vai như thế này. Giờ mình sẽ gấp các phần khác của giáp vai vào. Giấu dây gọn vào bên trong để đảm bảo tính thẩm mỹ. Ok, như vậy là đã xong tay bên phải, giờ đến tay bên trái. Các bạn nhả giáp vai ra ngoài như thế này, sau đó xoắn những đầu dây trung cực vào với nhau. Rồi thêm một lớp ghen cách điện. Chúng ta ấn khớp vai vào. Chỉnh dây lại cho gọn gàng và tránh bị đè.
Sau đó chúng ta ấn giáp vai vào. Tiếp tục chỉnh dây cho đảm bảo tính thẩm mỹ. Ok, như vậy đã xong. Giờ chúng ta sẽ kết nối phần khiên vào với thân nhé. Ok, rất đơn giản, các bạn tiếp tục xoắn những đầu dây trung cực vào với nhau. Thêm một lớp cách điện. Giờ chúng ta sẽ đặt bệ khiên vào trong thân. Giấu phần dây thừa vào đằng sau của bệ. Ở đây phần bệ này có một lỗ trống rất là lớn, chúng ta hoàn toàn có thể giấu hết dây vào trong đấy cho đẹp. Như vậy việc kết nối các bộ phận lại với nhau để hoàn thành đã xong. Giờ chúng ta đã có một mô hình được đổ led hoàn chỉnh. Kết nối mô hình với nguồn điện và cùng check sơ bộ lại thành phẩm nhé. Như vậy là toàn bộ bài mod led cho MMK Excel dạng R4 đã xong. Hy vọng những nội dung này có thể giúp ích cho các bạn làm đẹp mô hình của mình hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình. Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp các bạn hãy để dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.